Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Biolactomin MP do dược phẩm Fuxi sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Biolactomin MP cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Biolactomin MP có thành phần là Bacillus subtilis 107 CFU, Saccharomyces 107 CFU, kẽm gluconat, cao men bia, enzyme, vitamin B1, BP, B2, B6. Biolactomin MP được bào chế dưới dạng cốm. Biolactomin MP mang lại cho người dùng công dụng giúp bổ sung lợi khuẩn hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột, giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột, hỗ trợ tăng cường hệ tiêu hóa và nâng cao sức khỏe. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy phân sống, táo bón, đầy bụng, khó tiêu, chảy biếng ăn, hấp thu kém, người dùng kháng sinh kéo dài gây loạn khuẩn đường ruột. Sản phẩm Biolactomin MP được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Biolactomin MP được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, trẻ từ 2 đến 3 tuổi uống 1 gói trên ngày. Trẻ từ 4 đến 8 tuổi uống 1 đến 2 gói trên ngày. Trẻ trên 8 tuổi và người lớn uống 2 gói trên lần, ngày uống 2 đến 3 lần. Chống chỉ định khi sử dụng Biolactomin MP không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Biolactomin MP, đồng thời biết cách sử dụng Biolactomin MP sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.